vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam giảm hơn 34%. Cơ quan đầu tư nước ngoài, tức FIA, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ra công bố về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó, tính cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2014, Việt Nam đã có 500 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn ghi danh gần 3.67 tỷ Mỹ Kim, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, 167 lượt dự án ghi danh gia tăng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm là 1.8 tỷ Mỹ Kim, giảm đến 54% so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy, tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã ghi danh đầu tư vào Việt Nam gần 5.5 tỷ Mỹ Kim, giảm 34.3% so với cùng kỳ năm 2013. FIA còn cho biết, lĩnh vực công nghiệp chế biến vẫn thu hút được nhiều số vốn của các nhà đầu tư nước ngoài nhất với 3.92 tỷ Mỹ Kim. Lĩnh vực xây dựng đứng thứ hai với 463 triệu Mỹ Kim. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn đầu tư là 399 triệu Mỹ Kim. Tiếp theo là lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn ghi danh là 226 triệu Mỹ Kim. Đây chỉ mới là thống kê tổng số vốn ghi danh, chứ chưa thật sự được đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam. Về đối tác đầu tư, tính từ đầu năm 2014 đến nay đã có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nam Hàn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư ghi danh là 1.31 tỷ Mỹ Kim. Hồng Kông đứng ở vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư ghi danh là 630 triệu Mỹ Kim. Nhật Bản đứng vị trí thứ ba với 589 triệu Mỹ Kim. Tiếp theo sau là Singapore với 513 triệu Mỹ Kim. Và Bình Dương vẫn là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất với 814 triệu Mỹ Kim. Sài Gòn đứng hàng thứ hai với 776 triệu Mỹ Kim. Tiếp theo là Đồng Nai, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hải Dương. Trong quý 1 năm 2014, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.